Xin chào mọi người. Số hôm nay thì mình muốn đưa mọi người đi thăm một cái mô hình kinh tế tại nông thôn ở Quảng Nam. Mô hình kinh tế này được sản xuất theo hình thức là vườn ô chuồng. Trước hết thì mình sẽ đưa mọi người đi thăm cái ô cá của hộ sản xuất này. Ô cá thì do ở địa hình ở mình là nông thôn mọi người, và đất thì đói rất là nhiều, do đó khi mà chúng ta làm ô cá này rất là công phu. Mọi người thấy trên mặt hành á, thì ô cá là được đồ trên cái nền đó, xung quanh cái nền đó không mọi người, cũng sẽ thấy rất là nhiều đó. Để làm được ô cá này rất là công phu, nhưng mà khi mà làm được rồi thì nó rất là đẹp và nuôi cá rất là nhanh lớn. Do khi nãy là bây giờ rồi, xíu nữa ghé vô thăm vườn trái cây, bây giờ quay cái ô cá đã. Như mọi người nhìn thấy này, cá rất là nhiều và rất là nhanh lớn mọi người. Cá mới thả được mấy tháng mà rất là nhanh lớn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào phía trong để tham quan vườn trái cây và cái những chuồng chăn nuôi phía trong nhà. Bây giờ chúng ta tạm dừng cái cảnh ô cá lại đây. Và đây là một cái cây vô đất mọi người. Cây vô đất mọi người nhìn thấy trái hấp dẫn không ạ? Chính mà trái đỏ từ gốc đến ngọn, rất là sai trái. Cây dưa đất này thì có trái, có vị chua ngọt rất là thơm ngon mọi người. Tuy nhiên hiện tại thì chưa đến vụ chín của cái trái dưa đất này. Trái dưa đất này thì nó chín vào khoảng tháng 9 tháng 10 âm lịch đó, thì mới đúng vụ chín của nó. Và khi chín thì cái muối nó trong và nó thơm ngon, rất là ngon. Tuy nhiên thì chưa chín, nhưng mà cái trái này có thể là khi mà còn giờ mình có thể có một cách ăn rất là ngon mọi người. Đó là mình sử dụng cái vỏ của nó chấm với muối, ăn rất là tuyệt vời. Khi nó chín thì mình ăn cái ruột, nhưng mà khi nó chưa chín thì mình ăn cái vỏ mọi người. Do đó mình biết trước điều đó nên mình có chuẩn bị một chén gọi là chén muối ớt mọi người. Bây giờ mình sẽ hái cái vỏ của cái trái đó, mình chấm, mình ăn thử nó thế nào. Nghe nói đó xong là nghe cái vị chua của cái trái, là bây giờ nước miếng nó trong nó chảy rồi mọi người. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ xẻ cái trái ra cho mọi người xem thử. Đây mọi người nè, khi nó chín thì chúng ta ăn cái muối này, cái ruột này mọi người nè, rất là ngọt, rất là ngon. Nhưng mà chứ bây giờ nó chưa chín thì ăn rất là chua, rất là khó ăn. Đây nha, đợi khi nào chín thì chúng ta sẽ ăn, còn bây giờ nếu chưa chín người ta thường ăn cái này mọi người, cái vỏ này mọi người nè, chấm với lại muối ớt chuột ăn rất tuyệt vời lắm mọi người. Chua chua chắc chắc và ngọt rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa mọi người vô trong tham quan những cái ăn của con. Ở đây là chuồng chăn nuôi gà và bồ cao của gia đình mọi người. Bây giờ do là đây là thức nuôi gà là gà thỏ vườn, chứ không phải là gà công nghiệp mọi người, nên bây giờ thì gà nó đi ra vườn ngay hết trơn rồi. Tuy nhiên là bây giờ một số con thì đang đẻ, với lại đang chủ vườn đang chủ trẻ chủ nhà
đang làm ổ để cho gà nó đẻ. Mình quay sơ cái chuồng trang nuôi cho mọi người xem thôi. Gà thì nó bây giờ đi ra vườn hết rồi. Làm chi đây? Đang sửa chuồng lại nhốt à? Trang. Ê, quá Trang nữa hả? À, quay Trang luôn cho mọi người xem rồi. Ồ, Trang ở mua đây, mua ở đây. À, mua đấy. Con này là con có chuột không? Trang phải có chuột cái chứ. Ăn sáp to ăn cho được, to quá mà. Ôi trời, ăn dư sức. À. Đây là một con Trang nè mọi người, mới bác về nuôi. À, con Trang nhỏ nhưng mà ổ sáp to quá, mấy mọi người thấy sáp không ạ? À? Biết con Trang có giống ăn không? Nhưng mà để xíu nó lọ mới ăn chứ đâu giống chụp ăn liền đâu. Ủa con sáp mình để bằng thịt Trang chứ còn còn kiếm chuột cho nó ăn. Thì mấy bữa Phụng đi kiếm đi gà chuột á. Đi gà chuột, đúng rồi, mấy bữa là có chuột. Mọi người thấy con Trang không? Trang không à? Cái chuột mà Trang cũng chưa nhỏ, còn nhỏ, chưa lớn lắm. Bây giờ nuôi cho nó lớn mọi người. Thì bắt chuột với lại bán những con hái đồ bận cầm nhấm rồi cho nó ăn. Cái bữa ăn không? Bữa bao chuột có ăn không? À. Đây là chuồng gò mọi người. Gò thì bây giờ thấy chuồng gò rất là rộng. Tuy nhiên là gò bây giờ lì thỏ đi ra vườn ngay hai chân rồi. Đây nữa, đây là một chuồng gò nữa. Bên cạnh là một số cam của giờ mà thấy trái thanh long hấp dẫn không ạ? Thanh long trái chín đỏ đẹp. Một con gò mọi người. Gò này nó sắp đẻ, nhốt lại cho nó đẻ. Đây nè mọi người, đây là một chú bồ cao mọi người. Bồ cao đang đẻ. Chú, quá trời bồ cao luôn mọi người. Đây là cái chuồng nuôi bồ nuôi gà con mọi người. Gà con khi nó đẻ mà đẻ ra thì bỏ vào trong này để nuôi. Trước mặt mọi người là một cái cây gọi là thanh long nè mọi người. Mọi người biết tới cái thanh long rồi hả? Nhưng mà thanh long ở đây thì trồng theo phương thức là bây giờ là tự nhiên. Trồng lên những cái cây sống đó mọi người. Không giống như ở trong Bình Thuận, Ninh Thuận đồ, họ trồng theo một cái vùng chuyên canh riêng, họ trồng là trụ xi măng. Tuy nhiên ở quê mình á là trồng cho nó phát triển lên cái cây thỏ đây, phát triển lên cái cây thế này mọi người. Phát triển như vậy. Do đó trái ăn rất là ngon, rất là tự nhiên, rất là ngon mọi người. Nhìn thấy không ạ?
những trái thanh long nó ăn có vị rất là ngon, rất là tự nhiên, rất là thơm ngon mọi người. Có đặc điểm riêng, chứ còn giống như ở trong vùng những cái thanh long mà bán ngoài thị trường hoặc là trồng ở những vùng chuyên canh á thì nó vẫn ngon nhưng mà không ngon bằng trái cây ở vùng mình mọi người. Đây này, đây một cái nữa. Rồi để quay hết chứ. Vườn ô chuồng quay hết chứ. Bên cạnh là cái chuồng heo mọi người. Nói chung là mô hình chăn nuôi theo hình thức là vườn ô chuồng hay là PAC đấy. Là có ô này, có chuồng này, chuồng để chăn nuôi trâu bò, heo, bồ câu, gà, vân vân. Và bên cạnh đó là một vườn trái cây, đủ các loại trái cây hết. Măng cụt, rồi thanh long, côm quýt, nói chung đủ các loại hết, rất là tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không ạ? Rồi bây giờ mình để xuống phía dưới, mình sẽ quay cho mọi người một số cây ăn quả khác nữa. Vườn này rộng lắm mọi người, trồng ở mỗi nơi một ít, có cây gọi là bồn bon á, trái rất là ngon. Bây giờ mình sẽ xuống phía dưới quay cho mọi người. Ở đây mọi người, mình vừa mới hái xong một trái thanh long mọi người. Mình nhìn thấy nó hấp dẫn không ạ? Thanh long trồng theo phương thức ở tự nhiên, theo thức nhột quê tự nhiên nên rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt cái thanh long ra và mình mời mọi người ăn thử. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không ạ? Rất là ngon, rất là thơm ngon. Khi cắt cái cây ra đã nghe là mùi vị đã thơm ngon rồi. Hấp dẫn lắm mọi người. Mình mời mọi người ăn thử nghe. À, ngon quá. Nó có vị ngọt thanh, thơm ngon lắm mọi người. Tuyệt vời luôn á. Nói chung ra qua mình trái cây thì mình ăn nhiều nhưng mà trái cây trồng theo tích ở thôn quê tự nhiên này, trái ăn nó thơm thơm ngon, nó rất hấp dẫn mọi người. Kèm theo chút muối ớt nữa. Ồ, ngon quá. Mình sẽ cố gắng quay hết những cái trái cây cơ bản ở trong vườn cho nhiều loại trái cây lắm mọi người. Nhưng mà mình sẽ quay một số cái cây đặc trưng của vùng quê thôi. Chứ ở đây thì vườn ở đây trồng theo thức xen canh nên cái cây gì cũng có. Mít, xoài, ổi, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt đều có hết tất cả. Nhưng mà cây đặc trưng ở vùng quê mình thôi. Nhiều loại cây hấp dẫn lắm mọi người. Dâu đất nè, bồn bon nè. Rồi măng cụt, sầu riêng, măng cụt nè. Nó những cái cây đặc trưng ở vùng quê đó. Có chất lượng trái cây rất là ngon. Và những cái cây ở đây trồng là bây giờ mọi người họ mua, người ta mua giá tương đối cao đó mọi người. Nó trồng theo thức thôn quê ấy. Nó phát triển mọi người nhìn thấy đó. Như mình thấy trên màn hình đó, nó phát triển tự nhiên. Chỉ bón phân là bón phân chuồng thôi, phân chuồng hôi mục á. Chứ không bón phân hóa học. Và cây để phát triển một cách tự nhiên nên trái nó rất là ngon, người ta rất là ưa chuộng. Rất là tuyệt vời. Mọi người ơi, mọi người ăn thêm một miếng nữa nghe. Mình sẽ ăn thêm một miếng nữa và sẽ đi qua những cái cây khác để giới thiệu đến mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Và đây nữa, trước mặt mọi người là một cây ổi. Cây ổi này trái cũng tương đối với nhiều rồi mọi người. Nhưng mà do cái lớn thì đã hái ăn hết trơn rồi. Nhưng một số cái nhỏ trên cây mọi người nè. Mọi người nhìn thấy không? Trong đo dọn về trái cây và những cái cây cơ bản thơm ngon đặc trưng của vùng quê thì mình quay mà giới thiệu đến mọi người thôi. Mọi người nhìn thấy trái hấp dẫn không ạ? Một trái ổi lớn to này. Ổi thì chắc cũng bình thường thôi, chắc là ở nơi các bạn cũng có. Nhưng mà mình thấy cái ổi này trái nó nhiều và nó xanh tốt thì mình quay mình giới thiệu đến mọi người như vậy thôi. Còn chủ yếu là mình quay những cái cây trái đặc trưng của vùng quê mình để giới thiệu đến mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ xuống dưới và giới thiệu cho mọi người một cây bồng bon nha mọi người. Cây bồng bon này thì chỉ ở quê mình có thôi và trái rất là tuyệt vời. Cây bồng bon này ngày xưa gọi là cây tiếng vua đó mọi người. Đây cái cây dùng cho vua ăn, để cho vua ăn á.
Và đây mọi người, đây là một cây bồng bon. Cây bồng bon này thì trái gọi khỏi phải chê rồi. Cây có lẽ là cũng có nhiều nơi có bồng bon Thái Lan, nhưng mà trái bồng bon Thái Lan thì nó ngọt, nó ngọt vị ngọt, nó không có ngọt liệm như vậy, nó không có cái hương vị gì riêng hết mọi người. Nhưng mà trái bồng bon ở quê mình á, có vị rất là ngon, rất là thơm ngon, thơm rồi ngon rồi có vị chua ngọt rất là tuyệt vời luôn. Mình nghe nói đến, mình nói đến rồi mình nghe đã chảy nước miếng đã thèm rồi. Cái cây bồng bon này ngày xưa họ gọi là cái cây gọi là trồng họ biếu cho vua ăn đó mọi người. Hồi xưa cây nó quý lắm, họ coi là tiếng vua hay là cái gì đó mình không nhớ rõ, nhưng mà cái cây nó họ trồng để họ biếu cho vua ăn nên cái hương vị nó là tuyệt vời. Đáng lý cây này thì hiện tại nó cũng không nhiều trái lắm mọi người, nhưng mà do là đặc điểm vừa rồi là quê mình là nắng hạn cực kỳ. Mình cũng có từng làm clip là giới thiệu về cái nắng hạn ở vùng quê mình cho mọi người biết rồi đấy. Ruộng lai ruộng nước mà nó cũng cạn luôn nước mà, nên cái cây nó cũng bị mất sức, nó không ra trái được nhiều lắm. Tuy nhiên vẫn có một ít. Bây giờ mình sẽ quay trực diện về cái cây này cho mọi người xem. Đây mọi người, như mọi người nhìn thấy trên cây ấy, do thời tiết nó nắng hạn nên cái cây nó ra trái cũng không đều, một số trái bây giờ đã chín rồi mọi người. Đáng đây là mùa này là mùa chín của trái cây đây, nhưng mà chỉ cũng được vài chùm thôi. Còn bên cạnh đó là bắp cây, bây giờ vừa đang mùa mưa nên cây mới phát triển trái, ra trái thêm đợt thứ hai này, rất là nhiều bông luôn. Mỗi chuỗi bông như vậy là một chuỗi trái đó mọi người. Còn bên cạnh đó thì còn một số trái đã chín rồi, xanh và giò và chín rồi kìa. Rồi bây giờ mình sẽ hái một số trái, mình lấy mình mở ra thì mình mời mọi người ăn thử. Trái này thì khỏi phải chia rồi mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn không ạ? Bồng bon này thì cũng tương đối nhiều và giá trị kinh tế được tương đối cao đó mọi người. Mỗi ký như vậy là mấy chục ngàn đấy, mà cũng dễ có ký lắm. Mỗi ca như vậy hái cũng bài tỏ. Đây đây cái bồng bon này thì bây giờ đây mới ra chuỗi này, ra chuỗi này chuỗi được hai đây mọi người. Đó. Chứ còn đúng ra thì bây giờ đã là mùa của trái chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hái một số trái chín để mời mọi người ăn thử. Và đây mọi người, đáng lấy ra chín mình hai cả chùm như vậy mọi người, nhưng mà do là bây giờ hiện tại là đầu mùa, thứ hai là cây không được nhiều trái lắm, mình chỉ hái một số trái thôi, mình hái mình ăn thử cho biết thôi. Đây lột ra, khi ăn là lột ra như thế này. Đây chúng ta ăn cái ruột này, nó vị ngọt thơm ngon rất là tuyệt vời luôn mọi người. Bây giờ mình mời mọi người ăn thử nha. Ủa, tuyệt vời quá mọi người ơi. Nó vị ngọt ngọt, chua chua ngọt ngọt, chua nhẹ thôi, nhưng mà chủ yếu vị ngọt là chiếu là chính, rất là thơm ngon, tuyệt vời luôn mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đi qua những cây khác, mình chỉ qua những cây cơ bản thôi mọi người nghe. Mà như mọi người thấy trong vườn này rất là nhiều loại cây luôn, rất là nhiều loại, nhưng mà mình chỉ qua những cây đặc trưng, những cái cây hiện tại có trái đâu. Chính thứ nhất là có trái. Và thứ hai là bây giờ những cây mà bây giờ những đặc trưng của vùng quê mình thôi. Còn cây ăn quả thì ở đâu cũng có và cây gì cũng có.
ở đâu cũng có và cây gì cũng có. Đây mình không giới thiệu hết, nhưng mà chỉ những cây cơ bản thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến những cây khác. Đây là một cây quýt, người ta gọi là cây quýt đường nha mọi người. Cây quýt này thì cái loại quýt thì có lẽ là nhiều nơi có, nhưng mà cây quýt ở quê mình thì có một vị đặc trưng riêng. Trái nó thanh ngọt, nó nhìn trái nó hấp dẫn không mọi người. Đây. Quýt thì hiện tại thì chưa đến vụ chín của nó, còn nếu vụ chín của nó thì khoảng một tháng nữa, đúng cỡ một tháng nữa thì trái bắt đầu nở to ra và mới ngọt được. Bây giờ thì cũng ăn được mọi người, nhưng mà nó không được ngọt cho lắm. Để tầm một tháng nữa là trái nó nở, khi nó chín là trái nở to ra nữa mọi người, nhìn rất hấp dẫn. Bây giờ mà thấy mọi người thấy trên cây không, rất là nhiều trái luôn, tuyệt vời luôn. Bây giờ mình tí nó chưa ngọt lắm, nhưng mà mình cũng sẽ hái thử một trái và mình mời mọi người ăn thử nó, xem thử nó như thế nào. Đây mình lựa trái cái to to này, đây mình hái, mình mời mọi người trái ăn thử. Mọi người nhìn thấy không ạ? Trái rất là bóng mượt, rất là ngon luôn. Tuy chưa đến vụ chín này, cái trái nó, cái vỏ nó rụt, nó hơi bị tráng mọi người. Mà khi nó chín á, nó vàng mọng đẹp lắm, rất là hấp dẫn. Chắc là bây giờ nó cũng còn hơi chua. Nhưng hơi chua này mình hồi nãy mình có chuẩn bị một chén muối ớt đấy mọi người. Mình sẽ chấm cái trái vào với muối ớt. Đây, mình sẽ ăn thử. Không chua lắm mọi người, vẫn có hương, có vị ngọt và nó có một vị đặc trưng riêng, rất là thơm ngon. Thì chúng ta lột vỏ ra nghe đã thơm rồi, tuyệt vời lắm mọi người. Ngon quá. Rồi, mình sẽ đi qua cái cây khác nữa. Cũng nhiều loại lắm mọi người. Đây là một cây xoài. Đây, mọi người nhìn thấy này, còn nhỏ xíu thôi, nhưng mà trái rất là nhiều, đỏ ra trái này. Bây giờ mình sẽ đến quay cận cảnh những cái trái xoài đây mọi người. Nhìn trái hấp dẫn lắm. Đây mọi người, trái xoài này nằm phải 1 kg đó mọi người, gần 1 kg đó mọi người. Đây trái này nè, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Cây rất là nhỏ nhưng mà trái rất là nhiều. Hiện tại thì trên cây 4-5 trái rồi, mà hái hết một số trái rồi đấy mọi người, chứ không là còn nhiều nữa. Trái rất là to nè mọi người. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không ạ? Mọi người thấy, nếu thấy hấp dẫn thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ chia sẻ thấy nha mọi người. Cái những gì hay ở nông thôn thì mình sẽ cố gắng chia sẻ đến mọi người, đặc biệt là những cái hình thức sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn quả, mình sẽ cố gắng chia sẻ mọi người. Đây hai trái này nè mọi người này. Còn nhỏ. Nói chung là trái xoài này thì như ra trái là quanh năm, theo mình biết nghe nói là mình ra trái quanh năm đấy mọi người.